Cũng nghĩ định đã đến à, sao giờ này không thấy bóng nàng điêu à, vậy ta mau tóc tạm kỹ à, tiền chờ nàng ra đây để cùng ta đối à, diện à. Tình Lan nói gì xưa giờ vậy mà yêu đó. Tình Lan à, tiếp đối rồi đây nè. Điêu thuyền dạ. Đây hằng trong đó, đó đã đến đây, vượt ngang trùng nhẹ tách đường mây, sông muôn cụm, mài chèn la liễu, thuyền qua đây cho ta biểu. Ừ, chàng qua đây thiếp bảo. Ừ, trời đất ơi, thuyền qua đây cho ta biểu. Chàng qua đây thiếp bảo. Biểu bảo à. Trời đất ơi. Biểu bảo gì mà biểu bảo nhiều quá, ai biết cái biểu bảo nào hả? Điêu thuyền yeah. Ngày xưa quên rồi đó. Không mà hay quá. Hay quá. Cảm ơn cả. Cảm ơn quá. Bây giờ tôi khẳng định luôn, ông này cũng có lén lén đẻ nè. Cũng không rồi. Không có nhớ nhiều, cũng mất trí nhớ thường xuyên. Trời đó. Hay quá à. Hay không? Chơi giọng hát nghe nổi da gà luôn á. Bởi vì tôi nói tại sao mà tôi như tôi ngưỡng mộ cái gia đình này là vậy đó. Công nhận không? Ủa bà cái tuồng mới hát cái tuồng gì vậy? Lữ bố hí điều thuyền đó. Tự nhiên mà đang nói máu dùm sân chùa là có khoái lữ bố. Thì tại tôi nói là nhớ tuồng nào hát tuồng đó. Đây nhưng mà hát hay là hát hay mà câu đó vẫn chật ha. Câu đó vẫn chật.